Xin chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán xe. Hôm nay em Thành Auto 424 lại tiếp tục quay cho quý anh chị một chiếc Hyundai Elantra sản xuất 2019 phiên bản GLS 2.0 Turbo. Chiếc xe này sản xuất 2019 nhập khẩu tại Việt Nam, lắp ráp tại Việt Nam. Anh chị em nào còn nhu cầu thì liên hệ số điện thoại bên dưới giúp em nhé. Giá cả có thể liên hệ trực tiếp với em. Và hôm nay em chỉ quay xe cho quý anh chị xem rõ về chiếc xe này. Hiện tại vừa về trong đêm. Và địa chỉ tại showroom nhà em là 424 đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7 nhé. Đèn 3 bi rồi. Đèn LED ban ngày, biển 69A 06971. Cảm biến xung quanh xe. Và hôm nay giới thiệu về phần nội thất. Nội thất kem chạy được 3.4 km. Vô lăng còn lắp mới. Và chiếc xe cũng lên được màn hình giải trí rồi. Tất cả mọi thứ. Đấy, vô lăng cần số và sạc không dây đầy đủ. Sấy ghế, sấy vô lăng, tất cả mọi thứ cũng rất là đẹp. Và gương cặp điện này. Và hàng ghế sau cũng vậy, cũng rất là mới, chưa bóc ni lông luôn. Đảm bảo cho quý anh chị chiếc xe này còn cực kỳ chất nha quý anh chị nha. Cực kỳ chất luôn. Lốp cho cua chưa hạ một lần nhé quý anh chị nhé. Đấy, tất cả mọi thứ khung gầm rất là đẹp, gầm bệ máy đảm bảo cho quý anh chị luôn, là xe còn cực kỳ đẹp và còn zin theo xe luôn đó quý anh chị nhé. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm đến chiếc Elantra bản GLS 2.0 Turbo. Chiếc Elantra hôm nay em giới thiệu cho quý anh chị tất cả những gì đến đây là hết. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi đến chiếc Hyundai Elantra tại Auto 424. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Hẹn quý anh chị với những chiếc xe lần sau. Cảm ơn quý anh chị ạ.